chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài Sấm sét đêm giao thừa. Nội dung bài học ngày hôm nay nói về sự kiện lịch sử nào? Để biết được điều đó, cô mời các em cùng xem một đoạn phim tư liệu nhé. 50 năm trước, đúng vào thời khắc giao thừa Tết Mậu Thân 1968, đáp lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, quân và dân miền Nam đã nhất tề đứng lên thực hiện cuộc tổng tiến công và nổi dậy. Với sự kết hợp chặt chẽ giữa tiến công của lực lượng vũ trang ba thứ quân và nổi dậy của lực lượng quần chúng ở cả ba vùng chiến lược, đưa chiến trường vào tận xào huyệt của kẻ thù. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy này, quân và dân ta đã tấn công vào hầu hết các thành phố, thị xã, thị trấn trên toàn miền Nam, mà trọng tâm là những thành phố lớn như Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng. Với những mục tiêu chiến lược như Tòa đại sứ Mỹ, Phủ Tổng thống Ngụy Quyền, Bộ Tổng tham mưu Ngụy, đồng thời đã kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho cuộc kháng chiến chính nghĩa của quân và dân ta. Sau khi xem đoạn phim, chắc là các em cũng đã biết được bài học hôm nay nói về sự kiện lịch sử cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Các em biết không, cách đây hơn nửa thế kỷ, Bác Hồ đã gửi tới toàn dân tộc câu thơ: Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Lời kêu gọi tiến lên của Bác trong đêm giao thừa ấy đã trở thành tiếng kèn xuân trận, hiệu lệnh mở màn của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Và cuộc tổng tiến công ấy diễn ra như thế nào, kết quả ra sao? Cô mời các em cùng tìm hiểu nhé! Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân quân ta tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Nguyên nhân thứ nhất, ngày 28 tháng 12 năm 1967, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp phiên đặc biệt chính thức thông qua kế hoạch chiến lược năm 1968 và quyết định mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt Tết Mậu Thân năm 1968 nhằm giáng một đòn quyết liệt vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ. Nguyên nhân thứ hai, quân ta đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước đó, các chiến trường, các địa phương đã bắt tay chuẩn bị trực tiếp cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân như xây dựng và hoàn chỉnh phương án, kế hoạch công kích, điều tra các mục tiêu và nắm tình hình cũng như quy luật hoạt động của địch ở nội đô, huy động lực lượng bí mật bằng nhiều đường, nhiều loại phương tiện vận chuyển vũ khí vào nội thành cất giấu. Nguyên nhân thứ ba, thời điểm quân địch không ngờ tới. Chọn thời cơ và thời khắc giao thừa Tết Nguyên Đán đồng loạt nổ súng mở màn, vì đây là lúc địch sơ hở và chủ quan nhất. Như vậy, khi ta tiến công, địch hoàn toàn bị bất ngờ, không kịp đối phó. Chính vì vậy, đêm 30 Tết Mậu Thân năm 1968, quân ta tổng tiến công và nổi dậy trên khắp các thành phố, thị xã miền Nam, trong đó Sài Gòn là trọng điểm của cuộc tiến công. Đây là hình ảnh Bác Hồ cùng các ủy viên Bộ Chính trị họp bàn công tác chuẩn bị cho chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968 và kế hoạch tiến công. Hậu phương và tiền tuyến cũng hăng hái góp sức mình trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy. Hàng triệu thanh niên miền Bắc không ngại khó khăn, nguy hiểm vào miền Nam chiến đấu. Đây là hình ảnh về lực lượng vũ trang quân khu Sài Gòn, Gia Định. Tuy khó khăn, gian khổ, nhưng các anh vẫn lạc quan. Đây là một hình ảnh vô cùng xúc động. Với khát khao giải phóng miền Nam, bộ đội tiểu đoàn 502 không ngại hiểm nguy, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Còn đây là hình ảnh của đại đội 6 thuộc đoàn 86 vận chuyển gạo trên sông Đồng Nai, chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Đây là hình ảnh bộ đội hành quân tham gia chiến đấu trong chiến dịch Mậu Thân. Đây là hình ảnh vận chuyển lương thực, vũ khí trên đường Trường Sơn vào chiến trường.
Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về diễn biến của cuộc tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Vậy, quân ta tổng tiến công khi nào, ở đâu? Đêm 30 Tết Mậu Thân năm 1968, khi mọi người đang chuẩn bị đón giao thừa, thì ở các địa điểm bí mật trong thành phố Sài Gòn, các chiến sĩ quân giải phóng lặng lẽ xuất kích. Vào lúc lời Bác Hồ chúc Tết được truyền qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì tiếng súng của quân giải phóng cũng rền vang tại Sài Gòn và các thành phố khác ở miền Nam. Sài Gòn là trọng điểm của cuộc tiến công và nổi dậy. Vậy, cuộc tiến công vào Sài Gòn diễn ra như thế nào? Ở Sài Gòn, quân ta đánh vào Sứ quán Mỹ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn, Đài Phát thanh, sân bay Tân Sơn Nhất, Tổng Nha Cảnh sát, Bộ Tư lệnh Hải quân. Cuộc tấn công quá bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng của địch, địch không kịp đối phó, quân ta giành lại quyền làm chủ ở nhiều nơi. Đây là hình ảnh quân ta đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu Ngụy, hay còn gọi là Quân đội Sài Gòn. Quân ta đánh chiếm Đài Phát thanh. Quân ta đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất. Thời khắc giao thừa vừa tới, một tiếng nổ rầm trời rung chuyển Sứ quán Mỹ, làm sập một mảng tường bảo vệ. Các chiến sĩ đặc công lập tức bắn chết 4 tên lính gác, lao vào chiếm giữ tầng dưới sứ quán. Lính Mỹ bảo vệ sứ quán chống trả quyết liệt nhưng không đẩy lùi được cuộc tiến công của ta. Địch phải dùng máy bay lên thẳng, chở thêm lính Mỹ đổ xuống nóc sứ quán để phản kích. Bọn chỉ huy hoảng hốt, bí mật đưa đại sứ Mỹ chạy khỏi sứ quán bằng xe bọc thép. Cuộc chiến ở đây đã diễn ra suốt 6 giờ đồng hồ, khiến cho sứ quán Mỹ bị tê liệt. Trận đánh của quân giải phóng vào sứ quán Mỹ đã làm cho những kẻ đứng đầu Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và cả thế giới phải sửng sốt. Cùng với cuộc tiến công vào Sài Gòn, quân giải phóng đã tiến công đồng loạt ở những nơi nào nữa? Quân giải phóng đã tiến công đồng loạt ở hầu khắp các thành phố, thị xã miền Nam như Cần Thơ, Nha Trang, Huế, Đà Nẵng. Đây là lược đồ cho biết những nơi quân ta tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Ngoài Sài Gòn là trọng điểm, quân ta còn tấn công Cần Thơ, Nha Trang, Huế, Đà Nẵng và những thành phố, thị xã khác của miền Nam. Bị tấn công đồng loạt, các cơ quan trung ương và địa phương của Mỹ, chính quyền Sài Gòn bị tê liệt. Đây là hình ảnh quân Mỹ bên ngoài tường thành Huế dịp Tết Mậu Thân năm 1968. Đây là hình ảnh nhân dân Sài Gòn biểu tình trước nhà Quốc hội của Ngụy và hình ảnh đồng bào Tây Ninh vùng dậy đấu tranh. Trước cuộc tiến công quyết liệt của bộ đội ta, sân bay dã chiến của Mỹ tại Cần Thơ bị phá hủy. Cuộc tấn công bất ngờ, đồng loạt, táo bạo đã khiến Mỹ và quân đội Sài Gòn bị thiệt hại nặng nề, nỗi hoang mang, lo sợ bao trùm lên quân đội Mỹ. Từ đó, các em thấy cách đánh của quân ta có gì đặc biệt? Cách đánh của quân ta đặc biệt ở chỗ không chỉ bất ngờ, đồng loạt mà còn táo bạo. Tại sao nói cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân miền Nam vào Tết Mậu Thân năm 1968 mang tính bất ngờ và đồng loạt với quy mô lớn? Vì cuộc tổng tiến công bất ngờ về thời điểm, quân ta tấn công vào đúng đêm giao thừa khiến địch không kịp trở tay. Không chỉ thế, cuộc tiến công còn bất ngờ về địa điểm, quân ta tấn công vào Sài Gòn và các thành phố lớn, chủ yếu là các cơ quan đầu não của địch. Ngoài ra, quân ta còn tấn công cùng một lúc vào nhiều thành phố và thị xã. Vì sao nói cách đánh của quân ta táo bạo? Cách đánh của quân ta táo bạo vì chủ yếu sử dụng lực lượng đặc công đánh vào tận sào huyệt, các cơ quan đầu não của địch. Vậy, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 có tác động như thế nào đến Mỹ và chính quyền Sài Gòn? Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 đã giáng một đòn mạnh vào Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Hầu hết các cơ quan trung ương và địa phương của Mỹ và chính quyền Sài Gòn bị tê liệt, khiến chúng hoang mang, lo sợ. Mỹ và quân đội Sài Gòn bị thiệt hại nặng nề.
Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 có giá trị lịch sử và ý nghĩa to lớn. Cuộc tổng tiến công đã tạo bước ngoặt to lớn cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, gây cho địch nhiều thiệt hại, tạo thế thắng lợi cho quân dân ta. Mỹ buộc phải thừa nhận thất bại một bước, chấp nhận đàm phán tại Paris về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Nhân dân thêm tin tưởng vào cuộc kháng chiến của dân tộc ta, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ đó, chúng ta rút ra được nội dung bài học. Tết Mậu Thân 1968, quân dân miền Nam đồng loạt tổng tiến công và nổi dậy ở khắp các thành phố, thị xã, làm cho Mỹ và quân đội Sài Gòn thiệt hại nặng nề, hoang mang lo sợ. Chúng ta đã tìm hiểu kỹ về nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Cô sẽ tóm tắt lại nội dung bài học ngày hôm nay bằng sơ đồ sau. Đêm 30 Tết Mậu Thân năm 1968, quân dân miền Nam đồng loạt tổng tiến công và nổi dậy tại khắp các thành phố, thị xã miền Nam, trong đó Sài Gòn là trọng điểm. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy khiến cho quân Mỹ và quân đội Sài Gòn thiệt hại nặng nề, hoang mang, lo sợ. Từ đó, cách mạng Việt Nam tiến dần đến thắng lợi. Chúng ta vừa tìm hiểu nội dung bài sấm sét đêm giao thừa. Để kiểm tra xem các em đã hiểu bài hay chưa, các em giúp cô hoàn thành những nhiệm vụ sau nhé. Đọc và trả lời lại các câu hỏi bài 23 trong sách giáo khoa trang 50-51. Học thuộc ghi nhớ sách giáo khoa trang 50. Để chuẩn bị cho bài tiếp theo, các em giúp cô đọc thông tin bài 24, chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Trả lời các câu hỏi của bài 24. Bài học đến đây là kết thúc. Thân ái và chào tạm biệt.